Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Chuyện Trong Ngày được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, chỉ còn 5 ngày nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ chính thức bắt đầu. Tại không ít ngôi trường ở tỉnh Nghệ An, liên tục nhiều tháng nay, ngoài lúc nghỉ trưa và buổi tối thì phần lớn thời gian của các em học sinh đó là dành để học tập tại trường, đồng thời tham dự nhiều kỳ thi thử được tổ chức để có thêm kỹ năng cọ sát về áp lực. Để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho các thí sinh, nhiều trường học cũng tổ chức ôn tập cho đến sát ngày thi, đồng thời có những cách thức khác nhau để tạo tâm lý thoải mái cho các em. Cũng như nhiều học sinh khác, sau khi kết thúc chương trình ôn tập tại nhà trường, em Nguyễn Đức Thiện vẫn tự mình ôn tập củng cố lại kiến thức tại nhà. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng em vẫn còn băn khoăn lo lắng về đề thi môn văn. Giáo sư D sẽ khá là khó so với những năm trước. Nhất là môn văn vì mình vẫn phải ôn nhiều hơn. Với thời tiết thì khá là nắng nóng nên sẽ khá là vất vả cho các bạn và em. Nguyện vọng năm nay thì vượt qua được tốt nghiệp và giành được điểm cao để đầu nguyện vọng 1. Thời điểm này, tất cả các trường học tại Nghệ An đã kết thúc chương trình ôn tập tập trung, nhưng giáo viên tại một số trường vẫn đang tiếp tục lên lớp để hỗ trợ các em củng cố lại kiến thức. Cùng với đó, nhiều nhóm học sinh cũng tự ôn tập cùng nhau hoặc tự ôn tập tại nhà. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ tới việc luyện thi, cùng những áp lực tới từ tâm lý trước kỳ thi. Mục tiêu của cháu thì có thể trở thành học viên của Học viện An ninh Nhân dân. Lo lắng nhất là đề thi chính thức của môn văn đấy. Em lo lắng bởi vì năm nay có một số tác phẩm người ta gửi ra thì đều là những tác phẩm rất là khó. Việc có thể lấy điểm cao môn văn thì cũng sẽ khó hơn so với các đề năm trước. Cái đặc thù của trường dân tộc nội trú là các bố mẹ các em ở xa, cho nên nhà trường vẫn động viên các thầy các cô đến trường bám sáng, bám chiều và bám cả buổi tối nữa để động viên các em, để các em học và ôn thi. Cách đây khoảng 2 hôm thì nhà trường đã tổ chức cho các em thi thử. Rồi là ngày mai thì ban giám hiệu nhà trường sẽ gặp gỡ tất cả các em học sinh với cái giáo viên bộ môn ôn luyện, sẽ giải đáp cho các em những cái mà các em vừa rồi này, tại sao các em lại được điểm thấp, tại sao mà các em lại có những cái sai sót, đặc biệt là các cái kỹ năng để các em làm bài thi trắc nghiệm. Ngoài việc chỉ đạo ôn tập diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng, ngành giáo dục Nghệ An cũng đã chỉ đạo các trường, cụm trường tổ chức các đợt thi thử nhằm giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với tâm lý, nhất là kỹ năng trong làm bài thi. Để chuẩn bị cho các em cái tâm lý tốt nhất và đặc biệt đó là cái về cái kỹ năng làm bài thì Sở Giáo dục đã tổ chức nhiều cái đợt thi thử. Ngoài cái việc là tổ chức các cái đợt thi thử của sở thì các trường với các cụm liên trường cũng tổ chức thi thử, và một cái lần thi như thế thì chính là các em là tập duyệt được và các em rút ra được những cái kinh nghiệm trong cái việc là cái kỹ năng cũng như là cái phương án phương thức là làm bài. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 37.000 thí sinh dự thi với 70 điểm thi. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng khoảng 24.000 em so với năm ngoái. Tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc có hơn 2.200 điểm thi với hơn 44.000 phòng thi. Hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng in, vận chuyển đề thi và coi thi cùng các khâu hậu cần đang được các địa phương gấp rút hoàn thành theo tinh thần bám sát và tuân thủ chặt chẽ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm thi trường Trưng Vương có tổng cộng 30 phòng thi với 675 thí sinh, không có thí sinh tự do. Ngoài đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường đặc biệt lưu ý đến công tác đảm bảo y tế và an ninh cho học sinh theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về điện, rồi kiểm tra tất cả các phòng xem là quạt điện có hư hay không, rồi liên hệ với là an ninh cũng như là bộ phận y tế. Tất cả mọi phương án làm sao cho tại điểm thi trung học phổ thông Trương Vương học thí sinh cảm thấy thoải mái và an toàn. Dự kiến năm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi. Công an thành phố sẽ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo đảm bảo tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi, từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm in, sao đề thi, chấm điểm thi, cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.
Đối với điểm thi ở huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải vận chuyển đề thi và cán bộ coi thi thanh tra bằng các chuyến phà riêng. Hiện nay mùa này thì thường là mùa khô cũng hay cúp điện, nhưng mà như đề thi lớp 10 vừa rồi là đảm bảo được điện lực, đảm bảo được tất cả các đề thi đều không có gián đoạn điện. Thì lần này thì bên cố gắng sắp xếp tất cả trong 5-6 điểm thi sẽ có điện ưu tiên dùng điện lưới quốc gia, và mỗi điểm thi đều có máy phát điện dự phòng đủ công suất để cho phòng các điểm thi hoạt động khi mà có sự cố cúp điện. Cũng như ngay cái điểm in sau đề thì còn một cái máy phát điện rất là lớn để đủ công suất kể cả chạy máy lạnh cho cái khu in sau đề. Mặc dù đã kiểm tra nhiều lần, mặc dù thành phố đã chủ động là dùng cái kỳ thi lớp 10 để làm một cái đợt tập dượt quan trọng và chính thức cho cái kỳ thi này, bởi vì hai kỳ thi cách nhau chưa đến một tháng, nhưng mà không thể chủ quan được, nên chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái tập huấn, tiếp tục có cái kiểm tra thường xuyên để đảm bảo có cái điều kiện cho các em thi tốt nhất. Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh có 156 điểm thi, trong đó có 71 điểm thi có thí sinh tự do. Toàn thành phố có hơn 85.400 thí sinh trung học phổ thông, hơn 9.000 thí sinh giáo dục thường xuyên và gần 3.400 thí sinh tự do sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại thành phố Đà Nẵng, năm 2022 đã xảy ra sự cố trong công tác coi thi khi có một thí sinh làm lọt đề môn toán ra ngoài, dùng điện thoại chụp ảnh đăng lên mạng nhờ giải hộ. Do đó năm nay, công tác tập huấn cho hơn 2.200 giáo viên cán bộ được đặc biệt lưu ý chú trọng. Rút kinh nghiệm công tác coi thi trong những năm trước, thì trong công tác tập huấn coi thi cho đội ngũ cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tới việc phòng ngừa gian lận, ứng dụng công nghệ cao trong cái kỳ thi này, và chú trọng hơn nữa đối với trường điểm và cán bộ có thi tại điểm thi trong ngày tập trung thí sinh để mà học quy chế thi, sẽ đặc biệt quan tâm hướng dẫn và nhắc nhở thí sinh về những nội dung này. Trước đó vào chiều 20 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đã làm việc với Ban chỉ đạo thi thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thứ trưởng nhấn mạnh, để kỳ thi diễn ra thành công, Ban chỉ đạo thi địa phương phải làm tròn trách nhiệm của mình, hướng đến một kỳ thi trung thực, khách quan, công tâm và thí sinh dự thi đạt hiệu quả cao nhất. Tại những nơi chúng tôi đến đi kiểm tra thì đều phải nhấn mạnh cái công tác tập huấn cho các giám thị mà làm cái nhiệm vụ coi thi, làm nhiệm vụ thi là phải nắm vẫn rất là vững quy chế thi. Cái thứ hai nữa là cũng phải nắm được các cái điểm mới của năm nay. Trong đó thì có cái vấn đề về bảo mật bài thi, đề thi và các cái nghiệp vụ thi. Đến nay, Đà Nẵng đã có hơn 13.000 thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi, Đà Nẵng sẽ tạm ngưng hoạt động đối với một số loại ô tô tải trong thời gian giáo viên và học sinh đến các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ và 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 63 sở giáo dục và đào tạo. 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại 20 địa phương cũng được thành lập. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an để chống gian lận công nghệ cao, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng theo đúng chỉ thị của Thủ tướng. Đây là hình ảnh những thiết bị gian lận thi cử được Công an thành phố Hà Nội cảnh báo. Chỉ từ vài trăm đến vài triệu đồng, thí sinh có thể thuê hoặc mua tai nghe, camera siêu nhỏ và các thiết bị công nghệ cao khác được ngụy trang thành móc chìa khóa, đồng hồ, cúc áo, khuyên tai, mắt kính, máy tính bỏ túi hay đặt trong các dụng cụ học tập để qua mặt giám thị nhằm gian lận phòng thi. Và năm nay, một điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 mà thí sinh đặc biệt phải ghi nhớ là không được mang thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm phát hiện tiêu cực vào phòng thi. Cho dù các loại máy này chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ.
Những điều khoản này rất là công bằng với tất cả các bạn học sinh và nó sẽ ngăn chặn những việc gian lận ở trong thi cử. Những cái phương tiện ghi âm, ghi hình nó cũng không giúp ích gì cho cái việc là làm bài của các con cả. Và các con nếu không có những cái phương tiện đó thì sẽ tập trung hơn trong cái việc làm bài để có kết quả tốt hơn. Các em chỉ mang vào phòng thi những các vật dụng mà trong quy định đã quy định rồi. Và đặc biệt năm nay là các máy ghi âm, ghi hình thì cấm các em mang vào phòng thi. Do vậy các em lưu ý việc này để tránh những cái việc đó là sai sót không cần, không đáng có xảy ra đối với các em. Và cái này thì Bộ cũng đã hướng dẫn rất kỹ ở trường để tập huấn cho các em và hướng dẫn các em rất kỹ cho việc là những vật dụng được mang vào. Công tác phối hợp để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi cũng được quan tâm, nhất là trong điều kiện hiện nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã khiến cho tình trạng gian lận, sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi hơn. Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, đại diện Cục A05 Bộ Công an cũng khuyến cáo các địa phương cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để không xảy ra gian lận thi cử. Các cái buồng thi, phòng thi thì cũng đề nghị các đồng chí tháo toàn bộ các thiết bị kết nối Wi-Fi và niêm phong các cái đầu mạng lại. Các phòng thi thì qua kiểm tra từ ngoái năm nay thì chúng tôi cũng thấy được vẫn còn. Vì trước nó là cái phòng học, bản thân là cái phòng học của các cái điểm, các cái trường. Cho nên là trong hầu hết là chúng ta đều có bố trí camera, để đề nghị các đồng chí trong cái điểm này thì có những nơi điểm thì cũng đã bịt rồi, cũng có biển che đi rồi, nhưng đề nghị các đồng chí kiểm tra lại. Quán triệt là tinh thần 3-0. Một là không lơ là chủ quan, tránh cái tư tưởng là làm mãi biết rồi. Cái thứ hai là không tự ý xử lý các tình huống bất thường. Bởi vì các tình huống bất thường thì thường xảy ra là muôn hình vạn trạng. Đã bất thường thì cần phải có xin ý kiến kịp thời để xử lý, để tránh những cái tác động đấy thì không cần thiết. Cái thứ ba là không căng thẳng, áp lực thái quá trong xử lý công việc. Bộ Công an cũng xây dựng nhiều phương án kiểm tra, đánh giá các khâu của kỳ thi, đặc biệt là sử dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi, rà soát các thông tin trên mạng, xử lý những thông tin sai lệch trên mạng liên quan ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn ở các khâu của kỳ thi như khâu in sao, vận chuyển đề thi cũng rất quan trọng. Nhiều khâu thực hiện trên máy tính, trong khi tình hình mất an toàn trên không gian mạng đang rất phức tạp. Các địa phương cần phải có các phương án dự phòng khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khi dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương. Tại Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 có hơn 102.000 thí sinh đăng ký dự thi, số lượng đông nhất cả nước. Trên địa bàn 30 quận huyện thị xã của Hà Nội dự kiến sẽ có 189 điểm thi với gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại các điểm thi. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi vào lớp 10 vừa diễn ra, Ban chỉ đạo kỳ thi của thành phố Hà Nội sẽ rà soát các khâu của quá trình in, sao đề thi một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng có cái máy photocopy dự phòng, đề phòng nếu như các máy chính mà có vấn đề gì trục trặc thì chúng tôi có cái bộ phận dự phòng thay thế ngay. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã quán triệt với cái hội đồng in sao đề là phải kiểm tra một cách rất là kỹ càng, đặc biệt là kiểm tra xác suất những cái vấn đề bài photocopy. Nếu có vấn đề gì thì cần phải kịp thời điều chỉnh ngay, đảm bảo để không cho các thí sinh mà bị hiểu nhầm. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, trong đó có những cái địa điểm trọng yếu, đó là khu vực chấm thi và khu vực đặt địa điểm in sao đề thi, cũng như là 43 điểm thi mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác an ninh, an toàn, bảo mật và phòng cháy chữa cháy để bảo đảm các cái địa điểm này là hoạt động thông suốt. Sở Giáo dục Đào tạo kiểm tra tất cả các cái điều kiện đảm bảo an toàn cho các điểm thi. Thứ nhất là điều kiện về phòng thi, thứ hai là phòng dự phòng và thứ ba là an ninh trật tự cho tất cả điểm thi chúng tôi đã đảm bảo rất là tốt. Trong đó đặc biệt là phối hợp với công an tỉnh đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi. Trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý thành phố Hà Nội nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung cần phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng nếu có tình huống bất trắc xảy ra. Cần phải có các cái phương án dự phòng trong mọi trường hợp, nhất là trong các cái điều kiện thiên tai bão lụt cũng có những diễn biến bất thường của thời tiết thì cái đó rất là khó lường, cho nên là cần phải luôn luôn có những cái phương án dự phòng.
để có thể ứng phó trong mọi cái tình huống. Với một cái điểm nữa đó là các cái công tác hỗ trợ cho người thi, bao gồm cả những cái đặc biệt là các khu vực miền núi, các khu vực các địa bàn xa thì cần có tăng cường các cái biện pháp để hỗ trợ cho thí sinh tập trung về các cái khu để có thể dự thi một cách tốt nhất. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt toàn bộ cán bộ làm thi nhận thức đúng về tính chất kỳ thi, đảm bảo sự nghiêm túc, công bằng, khách quan. Đồng thời, địa phương cũng cần chủ động xây dựng tình huống giả định, phương án dự phòng trong quá trình tổ chức thi, từ đó có phương án xử lý kịp thời, đúng quy chế. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tiếp theo sẽ là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua.